Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục xuống vườn của chị Nhi, quay cho anh chị em mình 15 mã số và một lô mai giỏ Hữu Đức hàng chơi Tết ha anh em. Thì cây đây thì đã tạo nụ cho cây hết rồi ha. Cái cây này thì anh em mình có chốt thì anh em mình cứ liên hệ bên chủ vườn. Anh em mình đặt hàng xong rồi, hàng ra tới thì anh em mình kiểm tra hàng đúng như kích thước trên video em báo cho anh em thì anh em mình sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn ha. Cây này nhận cây xong anh em mình sẽ sắm cho nó cái chậu đẹp nha. Tại cây này ghép gốc nhớt liền cốt và mùa hàng lâu năm nụ đẹp hết rồi đó anh em. Ở đây thì nụ chất rất là chất lượng cho anh em mình về chơi Tết. Cái phần nụ thì anh em mình khỏi lo ha. Cái hàng gốc nhớt mà già mùa thì nụ thì bao anh em mình rất là ok. Nụ già chắc nguyên cây ha, rất là dày nụ luôn. Cây già ghê già. Cây mã số 1 nha anh em. Chiều cao là 1m, hoành của cây là 15, cây cũ là 24, tán ngang là 60. Cây này giá 1 triệu bao gồm phí ship, phí vận chuyển cho anh chị em mình nha. Cái cũ ở đây, hoành cũ đo được ngang là 24 nha anh em. Cái cổ ghép là 15. Cốt ghép liền 100% cho anh em mình ha. Cái cốt ghép bự hơn ngón chân cái nhiều nha anh em. Tại cốt ghép nó tới 15 lận. Cái chân cái khoảng 10 là 11 là nó đã bằng chân cái mình rồi. Cây này mã số 1 nha anh em. Giả Hữu Đức ghép gốc nhớt ha. 1 triệu bao gồm phí ship, chiều cao là 1m lần nha anh em. Khi mà gửi hàng thì nhà vườn sẽ không có gửi cái chậu xi măng cho anh em nha. Người ta sẽ bó bầu lại về, anh em mình sẽ sang qua chậu đẹp nha anh em. Rồi mã số 1 ha. Rồi tiếp tục là mã số 2, vẫn là hàng gốc nhớt kép giả Hữu Đức. Nụ vẫn là chất lượng cho anh em mình nha. Nụ cực kỳ đẹp luôn anh em. Mã số 2, chiều cao là 85, hoành cốt ghép là 10, hoành cũ là 18, tán ngang là 65 ha. Cốt ghép bằng chân cái nha, 10 là bằng chân cái mình đó. Giá là 900k nha anh em. Nụ vẫn là nụ đẹp cho anh em mình chơi Tết ha. Cái hàng giỏ Hữu Đức mà già mùa thì anh em mình khỏi lo về cái phần nụ ha. Đây, tàn rất là tròn luôn, tàn đẹp tự nhiên ha. Cái này thì những cái cây nào mà tự nhiên á, nó đi không cái cành, nó khay không đúng vị trí thì nhà vườn người ta sẽ sửa ngay cái cành đó thôi. Còn đa số những cái cành đẹp thì nhà vườn người ta sẽ để dày để cho nó tự nhiên, để cho cái cây của mình nó mạnh khỏe, nó nở, nó đạt hiệu quả hơn ha. Như cây này thì nhà vườn chỉ sắn cái ngọn thôi anh em thấy không? Cái ngọn cho đi đúng vị trí là ok, còn những cành nhánh còn lại nó đã đẹp sẵn rồi. Tự nhiên ha, mã số 2 nha anh em, 900k. Rồi tiếp tục là mã số 3, giá vẫn là 900k cho anh em mình luôn ha. Chiều cao của cây là 80, hoành cốt ghép là 13, đo cốt ghép đo tuốt ở trên đây nha. Còn cái hoành cũ của cây là 20, cây nó già ha anh em. Về khi mà anh em mình sang chậu, anh em mình vệ sinh nó có cái máy xịt rửa xe á, anh em xịt còn không thì anh em mình lấy đồ mình chà cho cái gốc nó rớt bởi gông kìa ha. Gông này là do mình nuôi lâu năm nó già thì tự nó đóng thôi. Tán ngang của cây là 70 ha. Và khi thay chậu đẹp á, anh em mình nhớ bươi xuống cái lớp chất trồng á, mình bươi xuống khoảng 1cm ha, mình bươi phân nó ra. Cây này là mã số 3 nha anh em, 900k, vẫn là ghép gốc nhớt liền cốt 100%. Thân thì lắc nhẹ từ gốc lắc tới ngọn ha. Tàn đẹp, nụ đẹp cho anh em mình về chơi Tết nha. Rồi tiếp tục là mã số 4, cây này giá vẫn là 900k cho anh em mình nha. Hoành của cây á, là 12, tán ngang của cây á, là 65, hoành cũ của cây là 20, chiều cao là 80, giá vẫn là 900k nha anh em. Cái cũ này khi mà anh em mình sang chậu mình nhớ bươi trên cái cũ, tại vì cái gốc nhớt của mình trồng á 6-7 năm trong cái chậu này á, thì cái cũ của mình nó nở, nhưng mà nó sẽ nở chìm ở dưới, anh em mình bươi ra nha. Nụ thì cũng rất là đẹp cho anh chị em mình luôn. Đây, nụ cực kỳ đẹp ha, tán tròn nụ đẹp sẵn nha anh em. Rồi tiếp tục là mã số 5, cây này giá là 1 triệu nha anh em. Hoành cốt ghép của cây là 13 ha, đo tuốt ở trên gốc ghép trên đây. Cái cũ của cây là 24 ha, đo hoành cũ là 24. Chiều cao là 70, tán ngang là 65. Cây này vẫn là đường thân lắc từ gốc lắc tới ngọn cho anh em mình nè ha. Đây, cái cúc chính á, khi mà mình ghép mình dựng cái cúc chính ha. Nụ thì cực kỳ đẹp, tại vì lô này nó chung nguyên một lô nên nuôi phân thuốc giống như nhau này thấy không? Nên nó phát triển nụ đều ha. Nụ cực kỳ đẹp luôn em. Cây này thì mã số là 5 nha anh em, 1 triệu ha, tàn tròn đẹp. Rồi tiếp tục cho anh em mình là mã số 6, giá là 900k. Hoành của cây là 17, hoành cũ của cây là 25, chiều cao của cây là 80, tán ngang là 65. Cây này cũ đẹp anh em, cũ nở được cái khía rễ nè, rễ nở, cái cũ này nở còn chìm ở dưới còn nhiều lắm anh em. Về anh em mình nở, khi mà than chậu mình bươi xuống cái cũ này nó nở nè. Đây, cốt ghép thì liền 100% hết cho anh chị em mình nha. Giỏ Hữu Đức, nụ đẹp. Cây này cái tán tàn thông cũng đẹp. Cây này nhìn sạch cây. Cây này giá là 900k, mã số 6 nha anh em. Rồi, tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 7. Giá là 1 triệu.
Hoành eo của cây là 13, hoành cũ là 25, chiều cao là 70, tán ngang là 65. Cái cây này cũ nở rất là to nhưng mà nở chìm xuống mặt phân nè. Khi mà anh em mình sang chậu, anh em mình bươi cho lồi lên ha, anh em thấy cái củ, cái dách củ nó nở nè, nó nở còn chìm xuống đây khoảng 2 cm ha, 2 đến 3 cm luôn. Cái củ này khi mà sang chậu mình bươi cho nó lồi, cái củ đẹp của mình lên hết. Nụ thì rất là chất lượng cho anh em mình luôn. Giả Hữu Đức, giả Hữu Đức già mùa thì nói chung là nụ rất là ok. Nụ lên chùm 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 mấy cái cành anh em, nó già cây á. Mấy cây này gì chứ anh em mình mua chơi Tết thì vô tư, còn mà mua về trồng thì cứ làm cái bồn thả xuống trồng cho nó lớn cái cốt thôi. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 8. Cây này cũ nở to nha. Hoành cốt của cây á là 13, hoành cũ là tới 29 lần nha anh em. Chiều cao là 65, tán ngang cũng 65 luôn. Cây này giá là 1,1 triệu ha. Cái củ cây này bự thiệt, bự 29 lần nha anh em. Củ rất là to. Về bươi, bươi xuống khoảng 1 cm bộ đế nữa là được. Cây này cốt cũng đẹp nè, ghép ngay chỗ này, một ghép một thân một cốt nè. Mà đi được cái cành này cũng khá là hay á, đi cái cốt một đẹp, sạch cây. Nụ thì chất lượng rồi. Nụ đều như bắp. Nụ ghê không? Nụ đều cả cây luôn ha. Cây này là mã số 8 nha anh em, 1,1 triệu nha. Củ đẹp. Rồi tiếp tục là mã số 9, giá là 1 triệu, chiều cao 80, tán ngang 50, hoành eo 11, hoành cũ 23. Cái hoành cũ này 23 là đo ngay cái chân cũ chắc này thôi ha, còn cái phần rễ dưới đây là mình không có đo luôn nha anh em. Cái cây này về anh em mình bươi lên cái phần cũ nó còn nở bự nữa. Cốt thì vẫn là cốt sắn từ gốc sắn tới ngọn, anh em mình xem cái cốt chính ha, nó bị chèn nhánh này. Đây, cốt chính này nè, nó sắn. Sắn lên tới ngọn ha, nụ. Nụ cực kỳ đẹp cho anh em mình luôn. Cây này á làm mã 9 1 triệu nha anh em. Rồi tiếp tục cho anh em mình là mã số 10, giá là 900k. Hoành của cây là 14, hoành cũ của cây là 23, chiều cao là 65, tán ngang là 65 luôn. Đây cái cũ nó nở, nó nở bị chìm xuống nè. Tại gốc nhớt anh em là mình trồng trong một cái chậu này từ hồi 4-5 năm trước là đã trồng vô cái chậu rồi, nhưng mà mỗi lần thay phân cái mình lắp lại mình che cái gốc á, nên khi mà mình nó hành vẩm thì cái gốc nó bị phân che. Thì anh em mình khi mà sang chậu thì mình nhớ bươi cho nó lòi cái phần cũ đẹp của mình ra nha. Ta sang chậu nhiều lần mà nằm có một cái chậu á, đây thần lắc từ gốc lắc tới ngọn ha. Nụ vẫn là nụ đẹp nha anh em, nguyên một cái lô này nụ rất là đẹp luôn. 900k mã số 10 nha, tàn tròn nụ đẹp. Rồi tiếp tục là mã số 11 cho anh chị em mình ha, giá là 950k. Hoành của cây là 10, hoành cũ là 21, chiều cao là 75, tán ngang là 65. Củ dân là củ nở tròn cho anh chị em mình. Thân cây này lực, tực lực ha. Nụ rất là đẹp luôn, nụ bỏ nhiều lắm anh em. Bỏ nó gãi đều cây luôn. Mấy cây này nó cây già mùa nên nụ nó rất là chất lượng ha. Tàn đẹp. Cây này là mã số 11 nha anh em, 950k. Rồi tiếp tục là mã số 12, giá là 1 triệu. Hoành eo của cây là 9, hoành cũ là 19, tán ngang là 65, cao 70. Đây cái phần cũ ở đây, cũ đo là 19 đó anh em, đo là đo ngang cái dách cũ này ha. Còn như cái phần đế của mình nó bài ra nè. Cái này về anh em mình bươi ra, cái cũ của mình nó bự lắm anh em. Cái khúc tên đây là cái khúc mà hồi đó người ta sắn thôi ha. Khúc ghép thì đây. Đây, thân thì thân sắn từ gốc sắn tới ngọn ha. Nụ cực kỳ đẹp luôn. Lô này nuôi nụ đẹp. Nụ bây giờ như vậy là rất là chất lượng rồi. Nụ còn là ngon nè. Đây. Nụ vàng chắc ha. Nụ nhiều mà nó vàng. Cây này là mã số 12 nha anh em, 1 triệu nha. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 13, giá là 1,1 triệu, hoành 14, cao cái cũ 27, cao 80, tán ngang 65. Cái cũ nở khủng khiếp không? Cũ nở bè, cây này bự lắm anh em, một vòng tay không hết luôn anh em nha. Cái đường kính của nó này, cũ này khá đẹp nè, cũ này lớn ghê. Anh em mình sang coi chậu nhớ bươi cái cũ này ra nha, cũ này còn lớn nữa. Cây tràn tròn đẹp ha. Đây, về phần nụ thì rất là chất lượng. Nụ này thì anh em mình chơi Tết khỏi lo lắng gì coi, chờ ngày lãi lá thôi. Cây này là mã số là 13 nha anh em, 1,1 triệu ha. Cái phần cũ nở rất là bự nha anh em. Rồi tiếp tục là mã số 14, hoành cũ của cây là 19,
Hoành của cây là 11, chiều cao của cây là 80, tán ngang của cây là 65. Đây, cái củ nở rất là to. Cây này giá là 900 ngàn nha anh em. Cốt ghép thì liền 100% bự hơn chân cái ha. Hoành củ nó tới, hoành eo của nó tới 11 luôn nha anh em. Đây, củ nở to ha. Nụ đẹp. Mấy cái này về mà được anh em có sân trống trống, vừa chơi xong qua Tết thả bồn trồng ha. Còn có cái sân kế nhà luôn thì làm cái bồn xong đặt nó xuống luôn, vừa chơi Tết vừa chăm sóc luôn. Mã này 14 nha anh em. Rồi tiếp tục cho anh em mình làm mã số 15 ha. Hoành cốt ghép 11, hoành cũ là 23 ha. Chiều cao của cây là 85, tán ngang là 65. Cây này giá thì là 1 triệu nha anh em. Củ nở đặt ha, nở tròn đặt. Bài này còn nhiều không anh? Số 15 mã. Lâu lâu mới được bài dạ gì ha, chứ cũng không có dễ. Rồi cái này là 1 triệu nha anh em. Mã số là 15 ha. Rồi tiếp tục cho anh em mình ở phía ngoài đây ha, là một cái hàng mini nha anh em. Giá là 200 ngàn một cây ha. 2 cây thì gửi hàng không bao ship, còn 3 cây thì mình sẽ được bao ship. Anh em mình cố gắng lấy số lượng từ 3 cây đổ lên để anh em mình được bao ship nha anh em, để đỡ tốn tiền chi phí phát sinh nha. Cây ở đây cái màu lá còn rất là đẹp. Cái cây này về anh em mình trồng còn ngon nè anh em ha. Thứ nhất cái cây hiện tại ưu tiên một số anh em mình mua về trồng ha. Cây này vẫn là hàng ghép gốc nhất, già mùa liền cốt 100%. Cây này thì cái cây nó còn đang đi tược này, ưu tiên cho một số anh em mua về để thả đất trồng, trồng làm mô trồng á ha. Thì cái cây này anh em mình trồng nó sẽ lời hơn người ta nè. Thứ nhất là cây của người ta nếu mà thời gian này thì cái cây của người ta đã ôm nụ hết rồi, khi mà anh em mình mua về trồng á thì nó sẽ không có đi tược, nó không có ra rễ ha, lúc này đã là ôm nụ rồi. Còn cái hàng này thì nó vẫn còn đang đi tược, cây rất là xanh luôn anh em thấy không, xanh cái màu xanh mướt nè. Thì anh em mình mua cái loại này về anh em mình đặt xuống nuôi bây giờ cho tới khoảng tháng 2 qua Tết tháng 2 là còn 3-4 tháng gì đó anh, là cái cây của anh em nó đã bắt rễ rồi ha, nó đã bự ngon luôn rồi đó. Qua tới Tết là mình cắt đôn cái nữa là ngon rồi ha, mình trước người ta, giống như tại cây này nó còn đi tược cái lô này nè. Cái phần ghép của gốc á, cái chỗ mới ghép bằng ngón tay cái cũ bự hơn ngón chân cái, chiều cao 40cm đổ lên. Cây nằm chậu C9 nha, chậu lớn nha anh em, chứ không phải là chậu C6, C7 nha. Đây, chậu C9, cây khá là to nha. Giá là 200 một cây. 2 cây thì gửi hàng không bao ship, còn mà 3 cây đổ lên thì mình định được bao ship ha. Cây này cũng khoảng 2 mùa ngoài hết anh em. Đây ha, cũ. Cây nào cũng có quấn cũ hết nha. Hồi nãy ngay cây đó báo từ giò cái lên thì nó hẹp ha. Đây, cái này báo cho anh em mình gấp rưỡi, gấp đôi con chân cái đổ lên đi. Nè, quấn rễ gì không nè, hàng trồng đất nè. Sớm cái cây này nè, sớm em quay cho anh em mình cây này ha. Cây này nó cũng bự hơn con chân cái nhiều, gấp rưỡi con chân cái à. Báo cho anh em mình là gấp rưỡi con chân cái đổ lên đi ha. Cái này như cây này là gấp đôi con chân cái luôn nè. Chậu C9, cốt to. Đặc biệt cái phần ưu tiên cho anh chị em mình đó là mua về trồng đi ha. Đi tược ghê không? Còn giúp gà mà cái lô này còn đi tược. Tàn rất là to luôn nè. Củ cây nào cũng có củ đẹp hết nha. Tàn to cho anh em mình về trồng ha. Số lượng khoảng nhiêu cây anh? 150 cây. Khoảng 150 cây thôi ha. Đây, nguyên một lối ở đây với lối ở đây phải không? Hai lối này có khoảng 150 cây ha. Cái này là rất là thích hợp cho anh em mình mua về trồng đất. Cái này 150 cây trồng nửa công đất là ngon luôn ha. Khoảng nửa công đất anh em mình trồng, trồng 150 cây là ngon. Có còn khoảng 150 cây thôi nha anh em, không có số lượng nhiều ha. Và 15 mã số và 150 cây, giá là 200 ngàn một cây. 2 cây gửi hàng không bao ship, 3 cây đổ lên thì mình sẽ được bao ship trọn gói. Nên anh em mình cố gắng lấy số lượng 3 cây ha. Còn nếu mà anh em mình có mua cái mã số xong rồi đó, anh em mình muốn kèm thêm 1-2 cây này á, thì anh em mình điện vô nhà vườn, thì nhà vườn người ta sẽ kèm thêm cho anh em mình luôn nha. Rồi clip hôm nay thì chỉ có bao nhiêu đó thôi ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều.